Hi. À, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đào. Bên vì tào lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Đây là thánh địa Gò Sòi 704/6 Hương Lộ 2, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc kỳ đội đỉnh cao. Bên kia với sự hợp tác của Thanh Nhỏ, Kinh Tám, Dạm Sáng, Cây Dương, An Giang. Hợp tác cùng chồng dân là Hồng Ngự, Đồng Tháp. Còn bên đây là Dương Nhi, Tân Hiệp, Kinh Bê, Kiên Giang. Hợp tác cùng San Fran, Ninh Thuận, Ninh Sơn, Phan Rang. Các bạn hãy chờ xem cặp kỳ đội này sẽ rất hay. Tỷ số đang là 2-1, đang nghiêng về cho Thanh Nhỏ và chồng dân. Kết thúc. Quay. Hai đều. Lip đồ và lip đồ, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồ mỏi và gãy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai đều. Tài nhỏ và nhân mập. Hai đều. Vô. Đẳng cấp và 40 đội của chầm dên. 3-2. Thủ kín cái đuôi trước. Nè chỉ cho bộ cái đội nè. Thủ kín cái đuôi trước. Rồi. Cho nó con nhỏ đường ra. Chúng phải làm chắc hơn. Trước đi thủ kín cái đuôi. Kín cái đuôi trước. Sang Phan Rang đang mách bảo người đồng đội của mình là Dương Nhi. Còn gọi là 7-3. Quay cho Thanh Nhỏ. Quá đẹp, lẫm banh. Quá hay cho Thanh Nhỏ, nó bắt bài trước rồi. Chầm dên có những cú đường nghi rất nguy hiểm. 4-2. Quá hay cho chầm dên. 5-2. Còn đây các bạn nào có chơi đam mê chơi xe rắc hãy vào kênh Vũ Tuấn Xe Rắc các bạn. Vũ Tuấn Xe Rắc, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại là Sang Phan Rang thiếu cảm giác các bạn ạ. Đây là gơ tay lì xì cho Tam Đại. Gơ tay lì xì cho Tam Đại luôn các bạn. 5-2. Đẳng cấp vào 40 rồi của Sang Phan Rang. 3-5. 36 lại là một pha sự cố. Lại là một sự cố rồi. Chúng thi béo thi thế tử vừa rồi. 4-6. 4-6. Đây là phu nhân của Cọp Hoàng Chi. Năm sáu. Bóng xe sẽ đập. 5-6. Một thằng cũng một thế mà. 5-6. Quá hay cho cái chân của Sơn Phan Rang. Lẩm banh. 6 đều. 6 đều. 7-6 đang nghe về cho Sang Phan Rang và Dương Di. Bảy sáu đang nghe về cho Sang Phan Rang và Dương Di. Đáng tiếc pha 40 rồi của Sang Phan Rang. Một pha thiếu cảm giác rồi. 7 đều.
Tài nhỏ đang đứng bên linh bên trái bên này. Tài nhỏ đang canh me bên trái bên này. Quay cho Trầm Dên. Cặp chân của Trầm Dên quá hay các bạn à. Lẩm banh. Quá hay cho Thanh nhỏ. Quá đẹp. Quá hay. Tam bay đội sân. Tam bay đội sân. Đây là những trận đấu hay, kịch tính, căng thẳng. Các bạn hãy xem ai sẽ vào bờ nha. À, xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn thương yêu và ủng hộ kênh cho Đại Lâm Đầu Dò. Và hiện tại bây giờ những người không thương yêu cũng không thích Đại Lâm. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe bình an, mọi điều tốt đẹp nhất. Các bạn nào có thích bình luận thì để nghe bình luận. Còn các bạn nào không thích bình luận kịch câm thì hãy tắt máy tắt tiếng. Ok. Đấy là kênh của Đại Lâm, là kênh Đại Lâm bình luận viên tào lao chờ biết đâu. Ok. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tám hai. Ờ xin lỗi, 87. 87 nha các bạn. Tám bảy. Tài nhỏ xỉnh xỉnh chuối Bình Dương Phước Tim Châu City Team. 87. Một pha bắt bài quá hay của Trầm Dên. Quá hay cho Thanh nhỏ. Lẩm banh. Vẫn còn. Chưa qua bóng các bà. Quá khó pha bóng rồi cho Samurang. Cảm giác như Trầm Dên đang rất mệt rồi các bà. Cảm giác Trầm Dên đang rất mệt rồi. Đây là Trầm Dên. Tài nhỏ xỉnh xỉnh Phước Tim Chuối Bình Dương Châu Sì Tin. Tám đeo. Ừ, đi đi với Phan á. Quýnh với sáu diễn chứ không tên Tâm Long. Một pha quá đẳng cấp gì rồi cho Trầm Dên. 98. Quá khó cho Trầm Dên. Một pha chồng đầu của Trầm Dên. Tài nhỏ Trầm Dên Thanh nhỏ tầm khoảng 1m63 thôi nha các bạn. Ba chàng tí hon. Quá hay cho Thanh nhỏ. Lại là một pha tự sát tại đấm lát rồi của Trầm Dên. Mười chín đang nghiêng về cho Sang Phan và Dương Nhi. Lại là Trầm Dên thiếu cảm giác rồi.
Gia đình của Dương Nhi, Tân Hiệp, Kinh B, Kiên Giang có thể nói là một trong những nhân tài của bóng chèn phổi của miền Tây nha các bạn. Đặc biệt là lại là một pha may mắn với đội của Trang Sơn Rang. Một pha quá may mắn với đội của Sơn Rang. Bổ Nhi, Bổ Ngọc. Bổ Nhi là một trong những cái tên solo kỳ bóng cao su đặc biệt của miền Tây, rất khó chịu, đẳng cấp của miền Tây. Đó là Bổ Nhi, anh của Dương Nhi. Quá đẹp. Quá hay cho Sơn Rang. Một pha cú hay. Lại là một pha leo lưới rồi của Sơn Rang. Lại là Trầm Dân tự sát tại Đâm Lạc. Anh Tùng quê ở đâu? Ở quê gì rồi? Vũ Thu Phương. Đây là Vũ Thu Phương, Lê Văn Quế, quận Bình Tân. Vũ Thu Phương, cá viên chiên. Vũ Thu Phương, Lê Văn Quế, Bình Tân. Ok. Vũ Thu Phương. Lại là pha quá khó rồi cho Sang Phan Rang. Đẳng cấp cảm giác của Sang Phan Rang pha bóng rồi. Khó cho Trầm Dân pha bóng rồi. Ba bóng trái, bốn năm trái. Ôi trời, năm trái luôn. 14-9. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Thanh Nhỏ, Trầm Dên ra đảo xa. Gơ tay vào bờ, gơ tay vào bờ. Ba đĩa huyền thoại, ba đĩa huyền thoại. Đây là gơ tay. Gơ tay đang chấn thương 2-3 ngày nay cho nên mất khúc gơ tay nha các bạn. Gơ tay là mối lương duyên của Tài Nhỏ. Mối lương duyên của Tài Nhỏ. Sau lưng đây là bà bầu, phu nhân của gơ tay. Xin chúc mừng bà bầu của gơ tay. Chuẩn bị có truyền nhân cho gơ tay. Đây Tài Nhỏ đang cáp kèo. Tài Nhỏ và Tiến Đen đang cáp kèo và cáp kèo. Tài Nhỏ và Tài Nhỏ và Tiến Đen. Đang cáp kèo và cáp kèo.